chúng ta rạng rỡ nhất, tập 33. Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? Châu Âu. Châu châu châu. Tổng biên tập, đợi tôi với. Tổng biên tập. Sao anh không nói với tôi là sẽ đi châu Âu chứ? Tôi đã hỏi xin hộ chiếu của cô từ lâu rồi. Nhưng anh không nói với tôi là sẽ đi châu Âu. Có gì khác nhau sao? Tất nhiên là khác rồi. Tôi còn chưa mang theo những bộ quần áo đẹp. Đến lúc đó còn những có bức ảnh đẹp nữa. Làm ơn. Cô đi tra xem độ hiện tại ở châu Âu là bao nhiêu độ. Tôi không quan tâm. Tôi đến châu Âu chỉ cần phong độ là đủ rồi. Trí tưởng tượng của cô thật đẹp. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một cách thân thiện. Chúng ta đi công tác. Công tác. Gần đây châu Âu cũng không có buổi trình diễn thời trang nào. Ý tưởng mà tôi đề xuất về việc đưa thời trang vào cuộc sống đã có tiến triển. Một số khách sạn 5 sao mới nhất ở châu Âu đã gửi lời mời, nhưng không phải là ăn ở miễn phí. Tôi biết rồi. Anh đưa tôi đi chính là để tôi viết bài trải nghiệm lưu trú, đúng không? Chứ còn gì nữa. Cô nghĩ cô đi làm gì? Anh, nếu cô không muốn đi thì trả vé lại, đổi người khác đi. Không được. Tôi không muốn đâu. Không đi thì phí. Phí thì ai mà chẳng. Đã đi rồi thì không thể đi. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi. Tổng biên tập. Tôi đi châu Âu rồi. Bên Lương Nguy thì sao? Tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Venice, tôi đến rồi. Trời xanh quá. Làm gì đấy? Sao lại tỏ vẻ? Coi thường màn trình diễn của tôi thế. Tôi đột nhiên nhớ đến một câu nói, giải thích tại sao con người phải đọc sách. Nếu là một người đọc sách, đứng trước cảnh đẹp này, sẽ cảm thán rằng, Lạc Hà giữ cô ngạo tề phi, Thu Thủy cộng Trường Thiên nhất sắc, mà là đẹp quá. Không mỉa mai tôi thì anh khó chịu lắm phải không? Thực ra những người sống ở thành phố này thật sự rất hạnh phúc. Mỗi góc nhỏ của thành phố này đều giống như một bức tranh vậy. Anh nhìn xem, tòa nhà kia đẹp quá. Những người sống ở đây lâu dần cũng sẽ hòa mình vào một bức tranh. Thực ra thành phố này trước đây không phải như vậy. Trước đây, nghệ thuật chỉ là đặc quyền của một số ít người. Mãi cho đến sau này, mọi người mới bắt đầu xây dựng những công trình kiến trúc như thế này. Đây chính là phục hưng. Phục hưng là sự phục hưng của văn hóa Ý. Từ đó trở đi, nghệ thuật bắt đầu đến với người dân, trở nên sống động hơn. Mọi người đều tham gia sáng tạo, mọi người đều chia sẻ thành quả của nghệ thuật. Thực ra, nghệ thuật ngay từ khi ra đời, mục đích của nó chính là để phục vụ người dân. Mặc dù sau khi có sự phân chia giai cấp, nhiều người giàu muốn chiếm hữu nó, nhưng nghệ thuật vẫn chưa bao giờ rời xa người dân. Sự phát triển của nghệ thuật và sự tiến hóa của thời trang, về bản chất, có rất nhiều điểm chung. Tổng biên tập, đôi khi tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh. Nhưng muốn tạo ra một cuộc phục hưng trong giới thời trang thì khó hơn lên trời. Đã là tổng biên lại có hoài bão lớn như vậy, tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ làm được. Điều này phải dựa vào cô rồi. Dựa vào tôi. Tôi đưa cô đi không chỉ là để ngắm cảnh đâu. Sau khi về nước, tôi muốn mở một chuyên mục về thời trang do cô phụ trách. Nếu cô làm không tốt, tôi sẽ xử lý cô. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
đẹp quá. Tổng biên tập, phòng của tôi có phải cũng sang trọng như vậy không? Chúng ta ở chung một phòng. Bây giờ là mùa du lịch cao điểm, phòng ốc khan hiếm, hai chúng ta chỉ có thể ở chung một phòng. Nhưng phòng này chỉ có một giường. Chúng ta ngủ thế nào đây? Yên tâm đi, tôi sẽ không có hứng thú với cô đâu. Nhanh chóng chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát. Tôi... Tổng biên tập, nhìn đây chính là nhà thờ Thánh Marco. Nhà thờ Thánh Marco có lịch sử hơn 1.000 năm rồi. Nó từng là một trong những nhà thờ lớn nhất châu Âu thời Trung Cổ. Nó đã kết hợp hoàn hảo nghệ thuật La Mã cổ đại, nghệ thuật Byzantine và nghệ thuật phục hưng của Venice. Được rồi, tổng biên tập, anh uyên bác rồi. Đi thôi. Tổng biên tập, chụp giúp tôi một bức ảnh nhé. Hãy chụp cho ra khí thế của tháp chuông Venice. Cho tôi xem nào. Sao anh chỉ chụp được mỗi cái đầu vậy? Không phải cô muốn khí thế sao? Thế này rất có khí thế mà. Thế này thì khí thế ở chỗ nào? Rất có khí thế mà. Alo, nhiếp ảnh cũ. Tối nay có rảnh không? Anh có việc gì sao? Tôi không muốn làm thánh tình mũi to nữa. Tôi muốn dũng cảm một lần với người đó. Thật sao? Chúc mừng anh nhé. Người đó là ai vậy? Là người mẫu sao? Cô đợi lát nữa sẽ biết. Cậu còn chụp nữa không đấy? Anh đợi một lát. Làm gì thế? Anh nói đi. Anh nói đi. Cô đang ở cùng Diệp Vinh Hiên sao? Đúng vậy. Bọn tôi đang ở Venice. Tôi đã quyết định rồi, tôi không muốn thánh tình mũi to nữa, tôi muốn chủ động tấn công. Alo, anh có nghe thấy không? Alo, xin lỗi nhé, không thể chứng kiến hạnh phúc của anh rồi. Không sao, chúc cô thành công, cũng chúc anh thành công. Tạm biệt, tạm biệt. Nhiếp ảnh gia cố này hình như rất thân với cô nhỉ. Anh ấy thích cô đấy. Đừng nói đùa nữa. Nhiếp ảnh gia cố người đã có người mình thích rồi. Nhưng nếu đi cùng nhiếp ảnh gia thì sẽ không gặp phải nhiều vấn đề như vậy. Chụp thêm một tấm nữa. Sao anh lại chụp tôi đen thế này? Làm ơn, vốn dĩ cô đã đen rồi. Cô vừa muốn có khí thế lại vừa muốn trắng. Ai chụp cho cô được? Miệng anh sao lại độc ác thế? Cô về chỉnh sửa lại là được mà. Vậy anh chụp cho tôi một tấm có khí thế nhé. Em. Alo, alo, tôi là Thẩm Húc Phi. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Chúng ta uống tiếp nào. Cạn ly, cạn ly, cạn ly. Nhà báo đại tài của tôi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Lại đây, ngồi xuống nhau uống một ly. Xin lỗi, tôi không thích những nơi như thế này. Chúng ta có việc thì nói việc thôi. Nói đi, sao anh lại biết số của tôi? Tôi muốn tìm số điện thoại của một người. Đây đâu phải chuyện gì khó. Nào, rốt cuộc anh muốn làm gì? Được, vậy tôi nói thẳng luôn. 5 năm trước, tôi đã cùng bạn bè mình thành lập một quỹ bảo vệ môi trường Húc Phi. Năm nay, đúng lúc là kỷ niệm 5 năm thành lập quỹ bảo vệ môi trường, nên tôi muốn mời một nhóm nhân vật nổi tiếng trong xã hội và các cơ quan truyền thông lớn để tổ chức một sự kiện lớn.
trong giới bảo vệ môi trường, người có tiếng nói nhất, không ai khác chính là Hoành Tâm. Điều đáng mong chờ nhất là không ai biết danh tính thật sự của Hoành Tâm là ai. Anh nói xem, nếu lần này tôi có thể mời được Hoành Tâm đến tham dự, thì đối với danh tiếng của doanh nghiệp bảo vệ môi trường chúng tôi có được nâng cao không? Đem nước thải đổ xuống đất, anh còn dám doanh nhân bảo vệ môi trường, anh không thấy mỉa mai sao? Không thể nói như vậy được. Trong xã hội này, mỗi người chúng ta đều có nhiều thân phận. Ví dụ như anh, vừa là nhiếp ảnh gia cố, chụp ảnh cho người mẫu và ngôi sao, đúng không? Vừa là nhà báo Hoành Tâm, thần bí khó lường, đã đăng tải hàng chục bài báo về ô nhiễm môi trường. Dù sao thì, tôi thật lòng coi anh là bạn của tôi. Bạn bè, đạo khác biệt thì không chung chí hướng. Anh đừng có vọng tưởng tôi sẽ ủng hộ anh. Có lẽ trong mắt anh, tôi không xứng làm bạn của anh. Nhưng trong mắt tôi, từ lần trước, khi anh giao lại cho bằng chứng về cánh đồng sinh thái mà anh đã chụp được, thì tôi đã coi anh là bạn của tôi rồi. Tốt nhất là anh đừng chọc giận tôi. Tôi có thể đưa bằng chứng cho anh, cũng có thể tìm ra bằng chứng mới. Chu Nhiên đang làm việc ở công ty Y Nhân, nhưng gần đây hình như đã ra nước ngoài sang Ý rồi. Người yêu không ở bên cạnh, nhà báo đại tài chắc hẳn rất nhớ Nhung. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động đến cô ấy một sợi tóc, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Tôi chỉ muốn kết bạn với nhà báo anh, tham dự một chút hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường chúng tôi. Đây là một việc tốt cho toàn xã hội, đúng không? Chính là chỗ này rồi. Tổng biên tập, trong phòng tranh này có rất nhiều bức tranh nổi tiếng thời Phục Hưng. Chúng ta nhất định phải vào xem thử. Tôi không hứng thú với hội họa. Đừng như vậy, cùng đi mà. Cô cứ vào đi, tôi đợi cô ở ngoài. Cùng vào xem nào. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi thôi. Đừng đẩy. Vinh Hiên, em rất thích nơi này. Nơi này quả thực là thánh đường nghệ thuật tối cao. Tổng biên tập, anh nhìn kìa. Tổng biên tập, tổng biên tập, tổng biên tập. Tổng biên tập, anh sao vậy? Tổng biên tập, rốt cuộc anh sao vậy? Không sao, không sao. Không sao cũng không nói đi là đi chứ. Tôi vốn không thích xem triển lãm tranh. Được rồi, anh là tổng biên tập mà, anh muốn thế nào cũng được. Nhưng dù sao, cũng xin anh hãy tôn trọng người khác một chút. Tôi vẫn chưa xem xong. Tôn trọng người khác chính là ép buộc người khác sao? Tôi ép buộc anh cái gì? Tôi đã nói là tôi không thích xem triển lãm tranh. Cô còn nhất quyết bắt tôi đi. Được rồi, được rồi. Tôi không đi là được chứ gì. Tôi không nên ép buộc anh. Nhưng dù sao, anh cũng không bỏ bạn gái của mình lại giữa đường chứ. Đây là đất khách quê người. Người xấu nhiều như vậy, gặp chuyện anh chịu trách nhiệm à? Về nước rồi, tôi phải giải thích với mẹ tôi thế nào đây? Được rồi, được rồi. Tôi biết chúng ta chỉ là đối tác tình yêu. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng. Chẳng lẽ trong lòng anh, tôi thật sự chỉ là người hợp tác sao? Sao vậy? Chúng ta vẫn chưa nói rõ ràng mà. Tối nay, ngủ thế nào đây? Giường là của tôi, ghế sofa là của cô. Anh nói gì vậy?
Anh là đàn ông đấy, phải có chút phong độ chứ. Trợ lý Chu, tôi nhắc nhở cô nhé, chúng ta đến đây là để làm việc, không phải để đi nghỉ dưỡng. Tôi là cấp trên của cô, tôi ngủ giường, cô ngủ sofa là hợp lý. Cô nhìn tôi làm gì? Cô có đi tắm không? Cô không đi thì tôi đi đấy. Tôi đi trước. Đồ tồi. Tôi cũng là phụ nữ mà. Tại sao lại bắt tôi ngủ sofa? Tại sao? Tại sao? Cô không sao chứ? Không sao. Chu trợ lý. Chu trợ lý. Sao vậy? Đừng chạm vào. Cô sao vậy? Đau đầu. Cô, đầu của cô sao vậy? Bố. Ba. Ba. Nhớ kỹ. Đừng quay lại tìm cậu ta. Đừng bao giờ quay lại tìm cậu ta. Bố. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao họ nhất định phải đối xử với chúng ta như vậy? Mọi chuyện đã qua rồi. Cứ để nó qua đi. Đừng truy cứu nữa. Cuối cùng, người đau khổ chỉ có bản thân mình thôi. Bố chỉ mong con sống tốt, sống cho thật tốt. Là bố có lỗi với con. Là bố có lỗi với con. Bố. 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 Chủ tịch đã về rồi. Bảo bà ở lại bệnh viện điều trị. Bà cứ không nghe. Điều kiện ở nhà dù sao cũng không thể so với bệnh viện được. Ông cũng biết tôi không thích ở bệnh viện. Về nhà rồi tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Điều này cũng có lợi cho việc bệnh tình thuyên giảm mà. Cái gì mà có lợi cho bệnh tình thuyên giảm chứ? Tôi thấy bà chỉ một lòng nghĩ đến công việc. Ông cũng biết Vinh Hiên vừa mới tiếp quản y nhân chưa được bao lâu. Việc của công ty, bà đừng quản nữa. Con trai bà có thể làm được. Tôi biết nó có thể làm được. Nhưng tôi không yên tâm. Đứng đấy làm gì? Ngồi đi, thôi. Bệnh viện còn nhiều việc cần tôi xử lý. Tôi phải về đây. Lão Thẩm.
khoảng thời gian này ở bệnh viện. Nhờ có ông chăm sóc. Nếu không có ông, tôi thật sự không biết phải làm sao. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi đây. Mời. Thư ký Vương, chủ tịch nhà các cậu có bất kỳ tình hình gì thì gọi điện cho tôi ngay lập tức. Vâng, tôi biết rồi. Thẩm bác sĩ trông chừng chủ tịch của các cậu cho kỹ. Bà ấy vừa phẫu thuật xong, không được để bà ấy tức giận. Hiểu rồi. Tôi đi đây. Ông đi thong thả. Chủ tịch, có điện thoại tìm bà ạ. Ai vậy? Cô ấy nói cô ấy tên là Đồng Tư Nghiên. Alo, chủ tịch. Là tôi. Cô muốn thế nào? Chuyện quá khứ. Có lẽ chủ tịch đã quên rồi. Nhưng đối với tôi, vẫn còn nhớ rõ từng chuyện. Tôi hỏi cô, rốt cuộc cô muốn thế nào? Chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ với bà thôi. Tôi và cô không có chuyện cũ gì để ôn lại cả. Cô nói xem, cô có mục đích gì? Chủ tịch vẫn giống như trước, lạnh lùng vô tình như vậy. Được. Vậy chúng ta nói chuyện công việc nhé. Tư Nghiên, tôi nghĩ cô nhầm rồi. Giữa chúng ta không có bất kỳ giao dịch công việc nào. Sau này cũng sẽ không có. Nếu không còn việc gì khác, tôi nghĩ chúng ta có thể cúp máy rồi. Bà còn chưa biết sao. Tôi là trưởng phòng người mẫu của Y Nhân. Cái gì? Y Nhân đã thành phòng người mẫu mới. Tôi là trưởng phòng. Hôm nay tổng biên tập không có ở đây. Tôi gọi điện cho bà là có một số việc công việc cần bà quyết định. Chuẩn bị xe. Chủ tịch, sức chuẩn bị xe. Vâng, tôi biết rồi. Chào chủ tịch, chào chủ tịch. Chào chủ tịch, chào chủ tịch, chào chủ tịch. Gì? Tôi đợi gì lâu rồi? Cô muốn thế nào? Tôi chỉ muốn lấy lại một chút thứ thuộc về mình thôi. Ở đây không có thứ gì thuộc về cô cả. Khi bố cô rời đi, không nói cho cô biết 3 năm trước, tại sao ông lại rời khỏi Y Nhân sao? 3 năm trước. Bà còn nhớ 3 năm trước. Đừng kết hôn với cậu ta, hủy bỏ hôn lễ đi, con phải giúp bố con rời khỏi Vinh Hiên. Bố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ý gì đây? Tư Nghiên, đừng hỏi. Cứ coi như bố cầu xin con. Xin con hãy hiểu cho quyết định của chúng ta. Đây là lựa chọn cho bố con. Cũng là cách duy nhất. 3 năm trước, tôi và Vinh Hiên yêu nhau. Bà không thích tôi. Bà không muốn tôi ở bên anh ấy. Nhưng dù bà có ghét tôi thì tại sao lại phải hãm hại bố tôi? Sự việc không phải như cô tưởng tượng đâu. Bố tôi bây giờ đã không còn nữa. Bà muốn nói sao cũng được. Ý cô là gì? Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh bố tôi lúc lâm chung. Tất cả những điều này đều do bà gây ra. Cô quay về để trả thù. Đúng vậy.
những gì bố tôi đã mất, tôi sẽ thay ông ấy giành lại tất cả. Bố cô đã không còn nữa. Cô muốn nghĩ sao cũng được về quá khứ của ông ấy. Tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cô ở đây gây sóng gió. Từ giờ trở đi, cô bị sa thải. Bà nghĩ bà có thể sa thải tôi sao? Cô nói gì vậy? Những gì bà đã làm với nhà họ Đồng chúng tôi sẽ đòi lại gấp đôi. Đi ngay cho tôi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nhưng chỉ cần tôi muốn, tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào. Đi đi. Tôi không muốn gặp lại cô nữa. Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại thôi. Chủ tịch, báo cho bảo vệ, không bao giờ cho phép người bước chân vào y nhân. Mau về nghỉ ngơi đi, tức cả đêm rồi. Cái đó, anh đã nhìn thấy rồi chứ? Cái gì? Còn giả vờ gì nữa? Thì cái đó đấy. Đã nhìn thấy rồi phải không? Ừ. Anh sao quá đáng như vậy chứ? Nhìn một cái là chuyện bình thường mà. Nếu không thì làm sao cứu cô được? Đến lúc này rồi, cho dù tôi có nhìn thấy hay không, anh cũng phải nói là không nhìn thấy chứ. Tại sao phải nói dối? Tránh cho hai chúng ta sau này gặp sẽ ngại ngùng. Cô yên tâm, sẽ không ngại ngùng đâu. Anh không ngại ngùng, nhưng tôi ngại ngùng. Anh phải coi tôi là phụ nữ chứ. Ồ, ý là sao? Rốt cuộc anh có hiểu những gì tôi nói không? Thì cô cứ coi như tôi không nhìn thấy gì cả. Bây giờ anh lại nói anh không nhìn thấy. Vừa nãy lại nói anh nhìn thấy. Rốt cuộc anh có nhìn thấy hay không? Lúc thì cô bảo tôi nói là có nhìn thấy. Rốt cuộc là muốn tôi nói là hay là không nhìn thấy? Vậy chúng ta thống nhất là coi như nhìn thấy một nửa đi. Sao anh có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy chứ? Nể tình cô là bệnh nhân, tối nay nhường giường cho cô ngủ đấy. Chẳng lẽ anh thật sự nhìn thấy rồi sao? Tôi không hỏi nữa. Thực ra cô cũng không tệ, hơn nữa còn khá hấp dẫn. Ý anh là gì? Hôm qua cô đã khiến tôi thay đổi cách nhìn. Chúng ta làm quen lại được không? Anh làm gì vậy? Sao lại quay tôi? Anh đừng chụp nữa. Đưa cho tôi. Anh đừng chụp nữa. Đừng chạy. Alo, cầu an ủi. Sao vậy? Đừng nhắc nữa. Bây giờ mình đang ở cùng anh ấy. Thật hay giả vậy? Hai người vào khách sạn cùng nhau rồi à? Tiểu Phi, cậu nói xem mình có phải là rất không có nét nữ tính không? Chưa chắc đâu. Biết đâu anh ấy không có hứng thú với phụ nữ. Việc cậu vào khách sạn với đàn ông, mẹ cậu có biết không? Cái gì mà vào khách sạn với đàn ông chứ? Tất nhiên là mình không thể nói với bà ấy rồi. Tớ nói với bà ấy là mình đang đi công tác. Phụ nữ khi động lòng xuân thì đúng là nói dối không chớp mắt. Thôi đi, cậu đừng trêu mình nữa. Cậu nói xem, bây giờ mình nên làm gì đây?
có câu nói rằng con gái sợ bị đeo bám dai dẳng, con trai sợ bị ôm ấp chủ động. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lúc nửa đêm, làm sao không xảy ra chuyện gì được. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, cậu là con gái, không phải con trai. Cậu phải biết tỏ ra yếu đuối, phải dịu dàng như nước. Lấy nhu thắng cương. Lấy nhu thắng cương. Chuyện của Lương Nguy thế nào rồi? Đã hẹn gặp người của công ty cậu rồi vào chiều mai. Vậy thì tốt. Cậu đang làm gì vậy? Mình á? Đang dọn dẹp nhà cửa. Cậu không sao chứ? Giờ này còn dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp không phân biệt sớm muộn, chỉ cần tranh thủ thời gian. Mình thấy là trai gái kết hợp, làm việc không biết mệt. Thôi, mình không làm phiền hai người nữa. Bye bye. Lấy nhu thắng cương. Sao vậy? Sao vậy? Sao? Vừa nãy em mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Đáng sợ quá. Được rồi, đừng sợ. Chỉ là mơ thôi mà. Em rất sợ tiếng sấm. Anh có thể đừng đi được không? Đừng sợ. Anh sẽ luôn ở bên em. Cho dù em ngủ thiếp đi, anh cũng không được rời đi. Ngốc ạ. Cho dù em ngủ, anh cũng sẽ không đi đâu. Ôi trời ơi. Không được nghĩ lung tung. Không được nghĩ lung tung. Ảnh chụp. Diệp tiên sinh, rượu vang tình yêu và đồng tiểu thư đây. Tôi đã lấy được rồi. Lại là ông chú này. Tiểu Phi, em quay lại. Nghe anh nói này. Để tôi. Vâng. Đợi bạn trai à? Trông anh ấy cũng không còn trẻ. Sao? Thích đàn ông lớn tuổi hà? Tôi nhận ra cô. Biết cô là ai? Tất nhiên rồi. Tôi luôn khiến người khác ấn tượng sâu sắc. Nếu đã vậy tôi sẽ không vòng vo với chị nữa. Chị biết Triệu Trung Nhân chứ? Chắc hẳn chị cũng biết. Tôi là con gái của ông ấy. Tôi muốn nói với chị rằng, đồ đàn bà đê tiện. Tôi không biết cô đang nói gì.
chuyện mình làm ra, chị còn không dám thừa nhận đúng không? Buông ra. Cô buông ra. Đợi đã. Buông ra. Tôi không buông thì sao? Cô ơi, người ta bảo buông ra thì buông ra. Được rồi. Chú à, đến lúc này rồi mà chú vẫn còn bênh vực chị ấy sao? Chú có biết người đàn bà này đã cắm cho chú bao nhiêu cái sừng? Chú đếm được không? Chú thật là rộng lượng. Cô không hiểu chuyện thì đừng nói linh tinh được không? Bất kể trước đây giữa hai người đã xảy ra thì bây giờ đang trong giờ làm. Cô làm vậy là rất bất lịch sự đấy. Tôi dạy dỗ đồ đàn bà khốn này. Sao lại là tôi bất lịch sự? Người đàn bà này phá hoại gia đình người khác, còn giả vờ ngây thơ. Cô không thấy ghê tởm sao? Cô có biết viết hai chữ liêm sỉ không? Tôi và Triệu Trung Nhân là người yêu. Khi chúng tôi qua lại với nhau thì anh ấy đã ly hôn với mẹ cô rồi. Ra là giám đốc và chồng chị ấy đã ly hôn rồi. Đúng vậy. Ly hôn bao nhiêu năm rồi? Sao chưa bao giờ nghe chị ấy nói nhỉ? Chết rồi. Chết rồi. Đánh nhau rồi. Đánh nhau rồi. Đánh nhau rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cậu từ từ nói. Hoảng hốt cái gì vậy? Là Triệu Thiến. Triệu Thiến đánh nhau với người ta rồi. Cái gì? Đều tại chị. Đều là vì chị quyến rũ bố tôi nên họ mới ly hôn. Tôi đánh chết chị. Cô đừng có quá đáng. Cô bị thần kinh à? Triệu Thiến, con đang làm gì vậy? Mẹ. Mẹ đến vừa đúng lúc. Có thể mẹ vẫn chưa biết. Đều là vì người phụ nữ này. Vì chị ta. Vì chị ta nên bố con mới ly hôn với mẹ. Mẹ. Mẹ đánh con. Mẹ đánh con ấy là để con đừng nói bậy. Con không nói bậy. Con nói đều là sự thật. Chính là người đàn bà này, chị ta đã cướp đi tình yêu của mẹ. Phải đánh là đánh chị ta chứ không phải con. Chị quay lại đây cho tôi. Con làm loạn đủ chưa? Tản ra, tản ra. Đứng đây làm gì? Không cần làm việc nữa. Mọi người về đi. Con đột nhiên thấy mẹ thật đáng thương. Trước mặt mọi người giả vờ vẻ ngoài hào nhoáng, gia đình hạnh phúc. Mẹ không mệt sao? Được rồi. Hôm nay là lỗi của con. Con làm gì cũng là lỗi của con. Mẹ hài lòng rồi chứ? Rất vui được gặp lại anh, ngài Diệp. Rất vui được gặp anh, Andrew. Rất xin lỗi, dịch vụ rượu vang tình yêu đặt làm riêng của chúng sẽ phải dừng lại, gây cho anh nhiều phiền phức rồi. Rất xin lỗi. Rượu vang tình yêu đặt làm riêng là một ý tưởng rất hay. Tại sao lại không kinh doanh tiếp? Anh cũng biết đấy. Bây giờ ngày càng nhiều người không còn tin vào tình yêu nữa. Rất nhiều rượu vang tình yêu được cất giữ ở chỗ chúng tôi. Chỉ trong 2 năm đầu, chúng tôi mới nhận được phí quản lý. Sau đó không còn ai quan tâm đến những chai rượu vang này nữa. Rất tiếc khi nghe tin này. Thưa ngài, đây là rượu của ngài. Tôi nhớ đây là chai rượu anh và đích thân đến xưởng thủy tinh làm. Cô Đồng vẫn khỏe chứ? Hai người định khi nào kết hôn? Chúng tôi đã chia tay rồi. Thật đáng tiếc. Không phải ai cũng sẵn sàng đến đây để lấy chai rượu vang tình yêu này.
Có lẽ là vì họ đã không còn tin vào tình yêu nữa. Ngài Krui đang đợi anh ở phòng khách. Tôi còn có việc phải làm, không thể ở đây với anh được nữa. Tạm biệt. Cảm ơn, tạm biệt. Dậy rồi à? Ừ. Dậy rồi thì mau xuống ăn cơm. Tôi đang đợi cô ở nhà ăn. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Hình như không có gì để nói cả. Tôi không nên lừa cô. Tôi xin lỗi cô.